Hello, các bạn my channel. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zombie Game Play. Mình sẽ chơi 8 game và game 9 sẽ là Plan vs Zombie các bạn. Ok, rồi mình sẽ vào game. Không không. Plan vs Zombie HD trước đi. Yes. Oh, lại cái ship sao. I coming. Ok. Play đâu nhỉ? Dead drop trên này. À, nó giấu chữ trên này. Đây là xây mấy cây ra đó. Chưa gì đã xây được 5 cái ngôi sao luôn. Combo ngôi sao 5 cánh. Cái này ra đây. Ngáo nhỉ. Tuổi gì? Giờ mình đầy cái ngôi sao này rồi. Nhặt rất nhiều không được. Trời, các kiểu rất nhiều luôn. Tiền không hết. Thôi lên 350 rồi. Còn hai cái là xong rồi. Ok, win luôn. Lục tiền này.
Rồi ok, rồi mình sẽ chuyển vào game tiếp theo nha các bạn. Game tiếp theo đây là thứ hai. Play. Internet.
chơi luôn map 17 này. Chơi luôn chế độ cũ này đi. Không một cái này nữa. Một cái set. Đáng sóc. Chế độ đã bắt làm gì đây nhỉ? Okay, mình sẽ chơi lại này. Lock lại. À, không đi qua cái hoa kia sao cơ cơ. Kể để thử nào. À, không đi qua cái kẻ này. Nó đạp vào hoa là chết. Ok, được rồi. Ok, win rồi các bạn. Đây rồi. Này, anh biết ở đây. Chết. Ô, liệu có kịp không? Lại nào. Cay thật.
Ôi, chưa gì ra hai con luôn. Chưa kịp xoay sở. Ra một con mới làm đẹp được. Tặng nó một món quà luôn. Rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Game chết tiệt này. Vào luôn đi. Sinh mệt luôn. Start. Sẽ cái easy đó. Tâm thành của mình đây à. Ok, hết tiền rồi. Cái hòn này tới gì? Phải thêm 2 tiền nữa nào. Tốc độ lên đi. Wow, tốc độ nhanh thật. Tốc độ lên. Chơi lại đã. Xem. Xoay trước cửa quân địch luôn cho mấy chất quá. Lộn tốc độ lên đi.
vào 6 rồi. Con nào ra cứ chết thôi. Yeah.
bot bot. Ra 40 là bot rồi. Ôi, không ăn được con bot kia kìa. Ôi, rất nhiều xe máy. Thôi, toàn thật sự rồi. Okay, còn một con. Come on.
toàn đồ đắt thôi. Không có tiền để mua. Sẽ cách nhau một bức tường. Ui, thằng kia nó có skin đẹp hơn. Mình chỉ biết được mũ rơm thôi. Mặt cái hòn đá đi đó. Khai thác luôn cái quặng này. Mình không có vàng để đào đâu anh em ạ. Đặt nào để đụng vàng. Ui, còn ít máu hơn mình. Đây rồi, phòng thủ rồi. Ôi, được còn một sao kìa. Nào đây. Uầy, đông anh em ấy nhở. Quá mệt mỏi. Đây là Nhật Bản. Mình sẽ chuyển lên Mai Tôm 2. 5 cái năm mà chưa biết được bao giờ rồi. Đúng không? Vậy thôi, tôm ơi. Đen nào. Quẩy, nó đang đánh tường bao này rồi. Để mua thêm cung thủ ra mình. Không đủ sẵn nữa. 2, 4 con. Thằng đâu rồi? Quickly nào. Thằng này đi nhanh lên. Nó bảo mình tấn công kìa. Tấn công nhỏ gì mình đang... Đợi anh em ra. Tấn công làm gì sớm. Ủa, sao xong rồi, tấn công rồi. Solo với anh à. Nào. Ủa gì. Ai chà, bắt phát đít mình à. Nào tết. Ui, 2, 4, 5 con. Đông thật sự. Mua con chiến binh ra đi. Cho đứng đẹp vị trí. Con nên mua một con phù thủy dao nhỉ? Không, nghĩ đúng một quả. Tiết kiệm vàng. Một tiền rồi. 400. 600 rồi. Mỏi. Nếu nó không tiêu diệt thì mình sẽ mua một này rồi. 900. Thôi, 1.000. Mình sẽ đi tắm cho môi. 1.200 đây rồi. Wow, sắp được anh em mình rồi. Ok, một con phù thủy đầu tiên. Thăm bách. Ok các bạn ơi. Rồi, thả về đi. Thành công. Ok, nó luôn. Đang chú thích mình à? Ôi, không có tiền một chút đâu. Ai chú thích nhầm người em ạ?
Ui rồi. Rút. Tân nạp. Thành công luôn đi. Gì? Làm ba con nhóc này. Làm ba đứa nhóc này tuổi gì? Ui. Sao phòng thủ được khỏe thật. Con mình còn 2-3 thôi. Của nó chắc chắn một ít hơn. Biết mà, tiêu diệt thôi. Rồi đến lúc các mình tấn công rồi. Mua thêm chế độ chém này nè. Mua luôn này. Em tấn công ạ. Attack lên. Chết ba con không thấy mình rồi. Điện đặt ông ấy. Một con, hai, ba, bốn, tâm. Quẩy nhiều thế. Ôi, đá sắp hết vàng rồi. Hai quặng vàng rất đông vui. Còn đông quân đấy nhở. Sáu con cơ. Bên mình nào. Quẩy thao hồi chơi. Vẫn lẻ tiền. Quẩy nhiều ấy nhỉ. Mua con chiến binh này ra đây. Quickly nào. Mua sóng tấn công luôn. Ok, đợi con này ra nó bắt đầu tiêu diệt luôn. Nhìn đệ của tôi ơi. Ra nào. Máy bay rồi. Tấn công nào. Rồi đó, khỏe anh em ạ. Coi bộ thêm con chiến binh nên đủ tiền rồi. Coi nó lại mua hai con chiến binh rồi. Đây rồi. Phải dùng đất đi. Tấn công. Wow. Khỏe đấy. Hai con đào vàng. Đào vàng của chúng tôi rồi. Tấn công luôn. Cố gắng tanh. Ui, kể đồ gọi tiếp viện kìa. Chiếc điện rồi chạy thôi. Wow. Em anh sắp đứt rồi. Anh chà. Tấn công luôn. Không phải muốn. Chúng ta đến rồi. Tiếp luôn. Đến là nó. Chết anh em mình rồi. Họ tiếp viện đâu nhỉ. Vào đây, thằng nào ngon vào chém em. Ngon vào chém em. Cung thủ này. Hay
ấy chà, một con mà nó slow vậy. Ồ, chí mạng luôn. Ok, lấy rồi. Anh phản công này. Chú tuổi gì? Thầy cơ anh đến rồi. Bắn ra. Ôi, con cùng nó, à con đấy của nó khỏe thật. Khỏe nhưng mà nó còn một con thôi. Ok, lần này sẽ tử chiến luôn. Level 11. Cậu ok. Anh chả nó có cung thủ kìa. Anh lên chém luôn, láo thật. Bắn này, bắn anh à. Đấy, lao lên. Chém, một chém lên thôi. Ok, chả có thủ thôi. Được rồi.
Xem video của mình, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching, subscribe my channel, zombie game play.